Xin chào các bạn, tôi là Phạm Hoàng Lan, đại tá thầy thuốc ưu tú, nguyên là chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc và trang thiết bị y tế của quân y Bộ Quốc phòng. Với phức hợp của 10 loại dược liệu quý ấy, thì tôi đánh giá cái sản phẩm Zoylac này rất có hiệu quả trong việc giúp hỗ trợ điều trị và nuôi dưỡng xương khớp. Cái thành phần chính của sản phẩm là glucosamine. Đây là một thành phần rất quan trọng trong quá trình tổng hợp mô sụn. Nó sẽ kích thích sản xuất sụn và các cái khớp phục hồi, vận động một cách dễ dàng, giúp hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa, biến dạng khớp và ức chế quá trình thoái hóa collagen ở tế bào sụn, giúp bảo vệ sụn. Cái thành phần thứ hai mà tôi đánh giá cao đó là son creatine sulfat. Đây là một chất được tìm thấy trong thành phần của sụn và các mô liên kết, giúp phần nào cải thiện việc bôi trơn, đệm khớp và góp phần thúc đẩy sự dẻo dai của khớp bằng cách ức chế các enzyme phá hủy sụn và kích thích các enzyme xúc tác phản ứng tổng hợp các acid hyaluronic, cái chất mà giúp khớp hoạt động tốt. Ngoài ra còn hỗ trợ chống viêm giảm đau, và trong sản phẩm Zoylac còn có các dược liệu tự nhiên như cây dây đau xương, tăng ký sinh này, cùng các thành phần dược liệu quý khác, và sẽ phần nào cải thiện các vấn đề nhức xương khớp, cơ gân, hỗ trợ điều trị tê bì tay chân rất hiệu quả. Và để có thể dự phòng căn bệnh thoái hóa khớp này thì chúng ta cần bắt đầu ngay từ những năm tháng đầu đời, nhằm xây dựng một cái khung xương khỏe mạnh, cứng cáp, đúng tư thế. Cần phải bảo đảm cái chế độ dinh dưỡng giàu canxi và vitamin D cho trẻ em để phòng tránh còi xương. Cái tư thế ngồi, đi đứng cần phải đúng chuẩn để tránh cong vẹo cuộc sống dẫn đến thoái hóa khớp sớm. Đến độ tuổi trưởng thành ấy, thì cũng cần chống các tư thế xấu trong sinh hoạt, lao động như ngồi xổm này hay mang vác nặng vân vân. Chúc các bạn sẽ tìm được cái phương pháp phù hợp để hỗ trợ điều trị cho căn bệnh thoái hóa khớp, cũng như có được những cái phương án phòng ngừa cho căn bệnh này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.